series các video có giới thiệu, hướng dẫn đổ mực, hướng dẫn thay nội sấy, hướng dẫn tháo lắp vệ sinh máy in HP M402D. Hôm nay tôi cùng các bạn sẽ test thử chức năng in hai mặt của máy in M402D. Trước khi tiến hành để test để in thử chức năng in hai mặt, chúng ta nhìn lại một số thông số kỹ thuật của máy in M402D. M402D với cái tốc độ in là 38 trang một phút, khẩu in A4, bộ xử lý tốc độ xử lý là 1200 MHz, bộ nhớ RAM là 128 MB. Hôm nay chúng ta sẽ test thử trên cái máy in là M402D. M402D có sẵn chức năng in hai mặt và kết nối với máy tính qua cổng USB 2.0. đây là dòng máy in được thay thế dòng máy in M401D trước đó. Thì trước khi chúng ta đi máy in thì chúng ta bật máy in. Máy khởi động rất là êm ái. Với dòng 402D thì cái khả năng chứa giấy ở cái khay, gọi là khay gầm hay khay 2, với khả năng chứa là 250 tờ thì tương đương với 1/2 gam giấy. Nếu mà chúng ta test thử trên cái giấy in là giấy in bãi bản với định lượng 70 gam, chúng ta để giấy vào trong. Hôm nay chúng ta sẽ hành test cái chức năng in hai mặt của máy in M402D là file tiếng Anh với tổng số trang là 460 trang. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái lệnh in 460 trang. Rồi chúng ta chọn máy in M402D, in là in từ 1 đến 460. Chúng ta tích vào cái này, tích vào cái chức năng in hai mặt. Ok, và giờ máy tính đang chuyển cái lệnh in từ máy tính sang máy in. Bây giờ là 3:05 thì chuyển với cái lệnh in 460 trang này thì mất thời gian tương đối lâu để máy tính có thể chuyển sang máy in. Chúng ta chờ một chút. Như các bạn đã biết thì dòng máy in M402D được HP giới thiệu với công nghệ in thông minh. Công nghệ in thông minh được thể hiện ở hai yếu tố. Một là cái thiết kế máy in được rất là gọn nhẹ và tốc độ in thì được nâng cao 38 trang một phút. Cái thứ hai, công nghệ in thông minh được thể hiện ở hệ thống chip mực quản lý cái thông tin của mực mà quản lý cái thông tin khác của máy in. Vì vậy nó kéo cái giá thành của các cái linh kiện máy in hiện tại lên rất là cao. Đây là một cái bài toán của HP nhằm chống cái hiện tượng làm giả của mực hoặc là tái sinh của mực. Ba giờ 11 phút thì lệnh chuyển thành mất 5 phút để chuyển thành cái lệnh in với tổng số trang in là 460 trang. Bắt đầu in.
một trong những ưu điểm của HP là trong cái in này thay mặt thì rất là êm ắng, độ ổn rất là ngọt. Chưa thông tin của máy in HP mà cũng hay đi là khả năng chứa giấy ở cái khay khay hai khay gầm 250k, khay tay 100k, khả năng chứa giấy đầu ra cũng là khay chứa giấy đầu ra đi ra là 100k. Chúng ta thử test thử thực tế nó sẽ được bao nhiêu. Vậy máy in đã dừng ở trang 172. Vậy thì khả năng cái giấy đầu ra của máy in
65. Thì ngay từ đấy đầu ra đây phần máy này đây được đang bỏ ra.